Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một dự án ISO mới có tên là Liquid. Và đây là website chính thức của dự án www.liquid.com, một hệ thống về huấn luyện fan được phân cấp. Hệ thống huấn luyện fan được phân cấp của Dico là một mã thông báo sẽ được sử dụng trong ý tưởng hệ thống phân bón, và là một dự án sẽ cố gắng để thu thập dữ liệu thống kê từ mọi người trên khắp thế giới và xử lý các dữ liệu theo thời gian thực, công nghệ theo những cách và lỗi khác nhau để dẫn dắt họ trở thành chơi ảo, có thể là một phân tích kết thúc của trận đấu thể thao nóng thực, và chúng tôi sẽ đặt tên nó là Liquid. Và token sale sẽ mở cửa vào ngày 1 tháng 10, và Liquid token sale hiện đang mở, và chúng tôi sẽ đang cố gắng trở thành một fan hâm mộ bóng đá hiện có hơn bằng cách là giúp bạn có khả năng tham gia vào việc quyết định của nhóm bằng cách là tận dụng các công nghệ như là blockchain, trí tuệ nhân tạo. Bạn có thể đăng ký và mua nó bằng 0.0025 Ethereum cho mỗi Bitcoin, và sử dụng liên kết giới thiệu để tìm thêm và xem các gói của chúng tôi sử dụng liên kết giới thiệu và mua hàng tiền chỉnh và lưu trữ các mã thông báo của bạn. Với chương trình tiền thưởng thì chúng tôi cũng sẽ có một chương trình sổ số vào cuối ISO của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phân bổ người chiến thắng một Bitcoin mã thông báo của chúng tôi. Điều này là dành riêng cho những người mua và giới thiệu mua thêm các mã thông báo bằng cách là có nhiều điểm hơn để mà thắng sổ số. Một Bitcoin sẽ bằng một điểm và nhận các mã thông báo của Bitcoin miễn phí với đăng ký trên các trang web của chúng tôi. ISO hiện thì đang mở với giá là 0.025 Ethereum cho mỗi mã thông báo và một số các gói giảm giá tuyệt vời cho bạn, và bạn cũng có thể là kiếm được thẻ bằng cách là mời người khác tham gia và cũng là dịch các bài báo mã thông báo của chúng tôi có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch sau ISO. Và với các phương thức mua thì giới hạn cá nhân Ethereum min sẽ là 20, giới hạn cá nhân Dico tối đa là không giới hạn, và hệ thống thưởng thì sẽ có các mã thông báo có sẵn cho ISO là 70 triệu. Và hiện nay thì ngày nay sẽ có rất là nhiều người trên khắp thế giới quan tâm sâu sắc đến đội thể thao yêu thích của họ, và họ dành thời gian để xem, nói và chú ý, nhưng không có gì bù lại cho thời gian họ dành cho niềm đam mê của họ. Câu hỏi chính là hiệu ứng của họ trên đội của họ là gì, và chỉ xem có rất là nhiều câu hỏi tại sao chúng ta sẽ không có bất kỳ kết nối nào đối với đội mà chúng ta sẽ quan tâm, và chúng ta nên có cách để kiểm soát hứng thú hơn với và có lợi hơn và có trách nhiệm hơn. Và chúng ta thì đều biết về phương pháp huấn luyện, sắp xếp và hệ thống hiện tại, và đó sẽ là một điều tốt để mà có người hâm mộ thông tin, nhưng có một kỹ thuật để mà họ gần gũi với ý kiến của họ, của đội, trong khi họ đang được hiển thị sức mạnh của những người tham gia ở đâu. Và sau đó thì họ có thể làm một cách để mà thu nhập tất cả các ý kiến của người hâm mộ tham gia về các trò chơi, bất cứ thứ gì, điểm yếu, sức mạnh, điểm yếu của đối diện và sức mạnh thay thế hệ thống. Và theo cách đó thì chúng tôi có thể là có dữ liệu thống kê rất là lớn và có giá trị xuất phát từ nhiều nguồn thông minh. Vì vậy chúng tôi sẽ cần xử lý chúng theo các thời gian. Chúng tôi cần xử lý thời gian thực, dữ liệu thống kê mà chúng tôi có, và hiển thị những phân tích đó cho các huấn luyện viên theo nhiều cách khác nhau ở bất kỳ vị trí và thời gian nào. Chúng tôi cần để mà thu nhập tất cả các dữ liệu từ bất kỳ nơi nào trên thế giới để mà chúng hoạt động. Chúng tôi cần một kỹ thuật phổ biến cho một người và hệ thống là phân cấp hệ thống huấn luyện quạt, và Dico sẽ cung cấp tất cả cho mọi người ở mỗi quốc gia và quốc gia tham gia vào các trận đấu và sự kiện của đội mình. Vì vậy câu hỏi quan trọng khác là các công nghệ nào là sẽ là cần thiết, và với các lợi ích thì Dico sẽ cải thiện các vai trò của người hâm mộ theo nhiều cách, bao gồm một số các lợi ích được đề cập. Thứ nhất là về hiệu quả của xã hội. Thì như bạn biết, ngày nay chúng ta đang ở trong một thế giới của truyền thông và công nghệ. Khía cạnh của việc sử dụng các phần mềm trong dữ liệu và các dữ liệu đầu ra cũng là có thể là rất lớn. Trong phần mềm đầu của chúng tôi thì chúng tôi đang cố gắng xem xét một phần xã hội mà người dùng có thể là tạo nhóm và kênh, làm các kế hoạch cho các trận đấu và nhiều thứ khác. Hiệu quả xã hội của ý tưởng của chúng tôi sẽ cũng trong các cuộc sống tự động và nhiều nền văn hóa trên toàn thế giới gây ra để mà chuyên phần mềm của chúng tôi trong một số trường hợp và một nhóm người hoặc là trên các quy mô lớn hơn, thì tất cả những người hâm mộ đều có thể tham gia vào một hệ thống cụ thể có thể là mang tính xã hội và thú vị theo nhiều cách khác nhau. Và các công nghệ mà chúng ta nên sử dụng trong dự án tập trung các nhà nghiên cứu, nhà điều tra và các nhà đầu tư, và các công ty lớn vào các lĩnh vực này thì sẽ cung cấp kinh doanh vào các lĩnh vực khác nhau. Các công nghệ này sẽ liên quan đến các đối tượng khác nhau như chứa dữ liệu, xử lý dữ liệu và hệ thống đầu vào và mềm, phần hệ thống và phần mềm, thiết kế các phần mềm, thiết kế phần cứng, bộ vi xử lý tốc độ cao và được xuất
hiện bên cạnh các dự án của chúng tôi về khai thác công việc mới, thế nhưng mà chúng ta đã thảo luận thì dự án này sẽ đòi hỏi các công nghệ khác nhau, và điều này sẽ làm cho nhiều loại làm như là có sẵn, và những vị trí này sẽ yêu cầu ở mức độ kiến thức khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, và từ các chuyên gia đến các vị trí mà không cần một trình độ chuyên môn rất là cao, các công nghệ liên quan đến tăng cường phần cứng và phần mềm, các công cụ liên quan đến thể thao.